Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai trân trọng thông báo, thực hiện quyết định số 2442 QĐ-TNVN ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc điều chỉnh lịch phát sóng FM và phát sóng kênh VOV1 và VOV4. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát sóng thử nghiệm chương trình hệ chính trị tổng hợp VOV1 và chương trình hệ phát thanh tiếng dân tộc VOV4 của Đài Tiếng Nói Việt Nam bằng máy phát sóng phát thanh FM 5kW của Đài Tiếng Nói Việt Nam đặt tại trạm phát sóng núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công suất phát sóng 5kW, tần số 90,5 MHz. Chương trình VOV1 và VOV4 Đài Tiếng Nói Việt Nam, thời lượng 19 giờ một ngày, từ 5 giờ đến 24 giờ. Trong đó từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phát sóng kênh VOV1, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ phát sóng kênh VOV4 bản tin tiếng dân tộc Gia Lai, Ba Na, Ede, Cờ Ho, Mân Ông, Sơ Đăng 15 phút một thứ tiếng. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phát sóng kênh VOV4 bản tin tiếng dân tộc Gia Lai, Ba Na, Sơ Đăng 30 phút một thứ tiếng. Từ 9 giờ 30 đến 24 giờ phát sóng kênh VOV1. Trong thời gian phát sóng thử nghiệm chương trình hệ chính trị tổng hợp VOV1 và chương trình hệ phát thanh tiếng dân tộc VOV4 của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên tần số 90,5 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai vẫn tiếp tục phát sóng kênh FM tần số 93,7 MHz và sẽ chấm dứt phát sóng tần số này vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Kính mong quý thính giả quan tâm theo dõi.